Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng trên 200 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh dầu tràm. Nhằm phát huy thương hiệu sản phẩm tên dầu tràm Huế, sản phẩm này được tỉnh xác định nằm trong danh mục sản phẩm chủ lực hỗ trợ phát triển của tỉnh giai đoạn 2019-2020. Hiện nay, bên cạnh việc tuân thủ các quy định về đảm bảo đo lường và chất lượng trong sản xuất kinh doanh, các cơ sở sản xuất tinh dầu tràm còn công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương nhằm đảm bảo chất lượng trước khi bán ra thị trường đến tay người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thừa Thiên Huế nổi tiếng với nhiều nghề truyền thống, trong đó có nghề sản xuất tinh dầu tràm và các sản phẩm tinh dầu. Cơ sở sản xuất tinh dầu tràm Anh Chiến tại xã Phong An, huyện Phong Điền được biết đến là cơ sở có quy mô sản xuất tinh dầu lớn nhất địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là nghề truyền thống của gia đình được duy trì từ hơn 40 năm nay. Vì vậy, bên cạnh việc xúc tiến thương mại điện tử, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, cơ sở còn không ngừng chú trọng đến công tác xây dựng quy chuẩn địa phương cho sản phẩm tinh dầu tràm Huế, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm dầu tràm Huế. Thực hiện cái quy chuẩn về tinh dầu tràm Huế thì đối với cơ sở đã là thời gian qua không ngừng là về phát triển về vùng nguyên liệu. Và thứ hai là cải tiến về sản xuất để nâng cao giá trị trong cái sản phẩm của tinh dầu cho được tốt, có cái truy xuất cái nguồn gốc rõ ràng. Việc cải tiến mẫu mã và đảm bảo đo lường chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn để duy trì và phát triển doanh nghiệp hiện nay. Ý thức được điều đó, các doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực nhằm tìm chỗ đứng trên thị trường. Trong đó, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho sản phẩm tinh dầu tràm Huế luôn được các cơ sở doanh nghiệp ưu tiên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tinh dầu Bé Thơ là một trong số các doanh nghiệp đã có nhiều chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình triển khai xây dựng quy chuẩn địa phương cho sản phẩm tinh dầu tràm mang thương hiệu Bé Thơ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. Thực ra về quy chuẩn mà tinh dầu tràm, kỹ thuật tinh dầu tràm của Huế đó thì tôi thấy đây là một chủ trương đúng đắn và nó rất là hay. Cho nên tôi là người đầu tiên, đơn vị tôi là người đầu tiên hưởng ứng và phát triển và tuân thủ theo tất cả những cái quy chuẩn kỹ thuật địa phương của Ủy ban tỉnh ban hành. Cho nên là bây giờ tất cả mọi cái hầu như là tôi cũng đi quảng bá về anh em doanh nghiệp chúng đã cùng phát động cái phong trào nữa. Thì bây giờ nó đã tạo một cái tiếng vang trong cái thị trường và người ta rất là tin tưởng vào cái thị trường mà kinh doanh của là tinh dầu tràm ở Huế. Theo đó, quy chuẩn này được áp dụng cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc tập huấn trang bị kiến thức cho các đơn vị doanh nghiệp, trong đó có các cơ sở sản xuất tinh dầu tràm về chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết, nhằm mục đích giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nắm vững được nội dung thực hiện 5S. Áp dụng kiến thức cải tiến quản lý chất lượng thông qua hoạt động 5S nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Trong cái bối cảnh mà hội nhập hiện nay, khi mà chúng ta thâm nhập vào những cái tổ chức ví dụ như là CPTPP hay là vừa ký cái hiệp định thương mại tự do với EU, đó là EVFTA, và mới đây nhất thì cũng thông tin vừa đưa đó là năm nay thì Trung Quốc cũng đã đưa ra cái yêu cầu nâng cao hơn nữa về chất lượng nông sản, trong đó có những cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc, rồi chất lượng sản phẩm, về an toàn sản phẩm. Thì tôi mong rằng là các doanh nghiệp hết sức là quan tâm và coi rằng cái việc đầu tư cho cái chất lượng là một cái vấn đề đầu tư thiết yếu trong phát triển bền vững. Ở trong đó thì có đầu tư cho con người, có các phương tiện thiết bị kiểm tra, chuẩn hóa quy trình để làm sao chúng ta là xây dựng một cái thế lực cạnh tranh bền vững. Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hơn 200 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh dầu tràm với sản lượng tinh dầu ước tính khoảng trên 16.000 lít dầu một năm, ước doanh thu khoảng 14 tỷ đồng một năm. Bên cạnh xây dựng chỉ dẫn địa lý, hướng tới thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng thông qua đánh giá chính xác các tiêu chí, góp phần duy trì phát huy được thương hiệu sản phẩm tinh dầu tràm Huế. Việc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy chuẩn địa phương cho sản phẩm truyền thống địa phương, trong đó có tinh dầu tràm Huế, là chủ trương được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đồng tình hưởng ứng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực.